Xin chào toàn thể các bác quý chị đã quay trở lại với chương trình Thoát Sâu thứ 6 với cái chủ đề đó là Hướng Đông Cuộc Sống. Hiện tại thì bất động sản Hướng Đông đang có rất là nhiều cái biến động và những cơ hội đầu tư dành cho các nhà đầu tư. Và với sự xuất hiện trong ngày hôm nay của Thoát Sâu thứ 6 đó là sự xuất hiện của anh Phạm Thành. Hiện tại thì đang là giám đốc kinh doanh của công ty bất động sản Future Home. Và với sự xuất hiện của anh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích cũng như là mổ xẻ về dự án Vinhome Ocean Park The Crown. Như chúng ta cũng đã biết thì nếu Vinhome Ocean Park 2 Gen 3 đó là một đế chế phồn hoa sôi động thì ở tại Vinhome Ocean Park The Crown đây sẽ là một vùng đất tận lưu dành cho giới hoàng gia, nơi mà con người sẽ được hưởng thụ những chất sống đỉnh cao, những cái trải nghiệm tiện ích vô cùng là đẳng cấp và tuyệt vời. Và giữa lúc cái thị trường bất động sản của Việt Nam đang có những cái biến động tăng trầm thì ở tại dưới dự án Vinhome Ocean Park The Crown ở tại phía đông của thủ đô đang có những cái giao dịch vô cùng là sầm uất, vô cùng là sôi động. Vậy thì trong buổi phát sóng thứ 6 ngày hôm nay chúng ta sẽ đi theo một cái format liên quan đến 4 lý. Thì thứ nhất chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đó là cơ sở hạ tầng cũng như là vị trí ở tại khu vực phía đông của thủ đô. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tổng quan dự án. Lý thứ ba đó là chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu liên quan đến các phân khu làm ở bán, chính sách bán hàng, bán bò đây. Và cuối cùng đó là hệ tiện ích cũng như là những cái cơ hội đầu tư cho cái dòng sản phẩm Vinhome Ocean Park The Crown ở đây. Và ý đầu tiên thì em xin phép được hỏi anh Hoàng Lư đó là liên quan đến cơ vị trí cũng như là cái cơ sở hạ tầng ở tại khu vực phía đông có những cái tiềm năng và cái sự phát triển của tương lai nó sẽ như thế nào. Nói về vị trí và cơ sở hạ tầng của khu vực phía đông Hà Nội thì có thể nói khu vực phía đông Hà Nội có một vị trí cũng như là cơ sở hạ tầng rất là mang tính chất thế mạnh cũng như là mang vị trí trọng điểm, mang tính chất chiến lược cho sự phát triển chung của khu vực phía bắc cũng như là khu vực thủ đô Hà Nội. Khi mà vị trí của khu vực phía đông Hà Nội tiếp giáp với các tỉnh thành lân cận như là Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh hay là Hải Phòng, và đặc biệt là khu vực phía đông Hà Nội tiếp giáp và hình thành nên một bộ ba tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Khi mà bộ ba tam giác kinh tế này hình thành thì đã giúp cho giao thương cũng như là một cú hích cho sự phát triển chung của nền kinh tế của phía bắc. Ngoài ra về cơ sở hạ tầng thì khu vực phía đông Hà Nội được nhà nước rất là chú trọng và đầu tư, khi mà có những cây cầu bắc qua từ bên nội đô sang bên khu vực phía đông Hà Nội thì giúp cho việc đi lại giữa nội đô sang khu vực phía đông Hà Nội rất là thuận lợi. Và đặc biệt là tháng 9 tới đây, khi mà cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng thì khi đó việc đi lại giữa nội đô sang khu vực phía đông Hà Nội, đặc biệt là những dự án có quy mô cũng như là những cái khu đô thị tại khu vực phía đông Hà Nội như là cái khu quận Ocean City, dự án Vinhome Ocean Park 1, Ocean Park 2 và Ocean Park 3, hay những dự án lân cận như là Eco Park ở Ân Độ Bình Đồng, thì đây có thể nói là một cái vị trí rất là chiến lược kết nối giao thoa giữa khu vực phía nội thành và khu vực phía đông Hà Nội, cũng như là từ khu vực phía đông Hà Nội kết nối và đi giao thương với các tỉnh thành lân cận. Thì có thể nói khu vực phía đông Hà Nội có một vị trí cũng như là cơ sở hạ tầng rất là tốt và rất là tiềm năng cho sự phát triển của bất động sản ở khu vực phía đông cũng như là cho sự phát triển kinh tế của khu vực phía bắc từ năm nay. Tức là về cơ hội cũng là cái tiềm năng liên quan đến cơ sở hạ tầng cũng như là vị trí, nó là những cái chiến lược để mà khi mà chính thủ đô Hà Nội cũng đang muốn tập trung phát triển cái đô thị vệ tinh, gọi cái thành phố vệ tinh. Vậy thì là ở phía đông của chúng ta thì chúng ta có thể thấy là một bộ ba nó làm với một cái bộ ba đại đô thị như vậy thì nó sẽ làm cái cục đại chuẩn từ downtown sang new city với cái cơ hội. Vậy thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tổng quan của dự án Vinhome Ocean Park The Crown. Thì cái phần tổng quan này thì sẽ hết cả với anh Phạm Thành có thể trình bày khán giả đang xem video nắm được rõ những cái thông tin cơ bản về dự án. Xin chào tất cả mọi người. Mình hôm nay rất là vui và rất là vinh dự khi được tham gia Talk Show số 6 của tất cả mọi người. Thì về tổng quan dự án Vinhome Ocean Park 3 The Crown thì quy mô của nó là 294 ha và tổng số vốn đầu tư bỏ ra là 32 tỷ, với các loại hình như là liền kề, song lập, đơn lập, tứ lập, shop house, tức đa dạng các loại hình, và được khởi công vào quý 3 của năm 2022 và đến giờ dự kiến vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 thì chủ đầu tư sẽ bàn giao ba phân khu đầu tiên, đó là phân khu Thời Đại, phân khu Vịnh Thiên Đường và phân khu Phú Hiển, và ba phân khu mà chủ đầu tư sẽ bàn giao sớm nhất trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì ở đây đang có tổng tất cả các phân khu này. Hiện tại thì ở đây là đang chủ đầu tư đang chia ra 8 phân khu, bao gồm là phân khu Thời Đại, Phú Hiển, Vịnh Đảo, Vịnh Thiên Đường, Vịnh Tây, đảo Ngọc và đảo Ngọc Ánh Dương và Hải Đăng, là 8 phân khu mà chủ đầu tư đã chia ra. Những phân khu nào đang được mở bán? Hiện tại thì chủ đầu tư đang mở bán hai phân khu, và hai phân khu này cũng rất là đẹp, đó là phân khu Thời Đại và phân khu Thiên Đường. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng là một trong những cái gọi là những cái ưu thế vô cùng là to lớn của vời, khi mà Vinhome Ocean Park 3 nó là những cái đà tiếp nối cái sự thành công của Vinhome Ocean Park 1, Vinhome Ocean Park 2 và đến cuối cùng đó là Vinhome Ocean Park 3.
Hiện tại thì chủ tư cũng đang triển khai đó là một thành phố du lịch, một quận Ocean City với quận 1 Ocean Park đó là quận trung tâm, và quận 2 đó là Giới Bay, đây sẽ là quận ăn chơi, và cuối cùng thì đó là quận 3 Sở Tao, đây sẽ là một điểm đến dành cho những khách tự lưu muốn có một cái không gian để có thể nghỉ dưỡng cũng như là thư giãn sau những giờ làm căng thẳng cùng với gia đình nhà mình. Với những cái lợi thế đầu tiên là cảnh đến đó là vị trí thì Vino Mộ Sông 3 đó là vị trí trái tim sự nghiệp giải đấu thu nhập của 1200 hecta. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ có một trong những cái vô cùng quan trọng, đó là chuẩn sống, chuẩn sống by living. Đây sẽ được kiến tạo những cái phong cách, những loại kiến trúc kiến tích sẽ vô cùng là độc đáo và tuyệt vời. Cuối cùng và bằng những chính sách bán hàng thì lát nữa phần cuối chúng ta sẽ cùng thảo luận những chính sách bán hàng, có thể nói là đây là một cơ hội đầu tư gần như là chắc chắn dành cho nhà đầu tư. Vậy thì xin phép hỏi anh Trường, đó là những cái tiện thoại tiện ích đang có ở tại Vino Mộ Sông 3 nào, bao gồm và những cái đại tiện ích nào có thể giới thiệu với nhà khán giả. Lõi về đại tiện ích của Vino Mộ Sông 3 The Ground thì có rất nhiều tiện ích mà tôi muốn để có đối tượng đến thì quý khách hàng và anh em ngồi ở tại đây. Đầu tiên tôi sẽ điểm đến là công viên nước Paradise Bay. Ở trong đại công viên nước này là rộng 12,3 hecta, thì trong đó có những cái bể bếp lửa BBQ mặt trời, thì hơn 200 mét lửa BBQ mặt trời dành cho anh em gia đình chúng ta có thể là tổ chức những cái buổi BBQ ngoài trời, những cái dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, thậm chí là những cái buổi mà sau công việc chúng ta có thể là ra đấy vui chơi cùng với gia đình nhà mình. Dùng một tích hướng ngoài trời là quá là điều đặc biệt luôn, đúng không ạ? Thì thêm điều đặc biệt hơn nữa là có thêm đặc biệt hơn nữa là có bể nước mặt trong Vịnh Dragon. Ở đây là ở trong là có một bể bơi bốn mùa, chúng ta có thể là bơi từ mùa hè sang mùa đông. Đặc biệt hơn là có hồ bơi theo tiêu chuẩn của Olympic dài 100 mét vuông, đặc biệt là công viên nước Aqua Bay. Thì công viên nước này để dành cho con em chúng ta có thể là những cái buổi chiều hoặc là những ngày nghỉ lễ, chúng ta có thể ra đây vui chơi, của những cái khu vui chơi dành cho trẻ em là công viên nước ngoài trời này và cầu trượt, hay là những cái tiện ích dành cho con em chúng ta ở bên đó. Vừa rồi đó là một số những cái đại tiện ích vô cùng là tuyệt vời mà chủ đầu tư đang triển khai xây dựng cũng như là cho những khách hàng đã có thể vào tắm biển cũng như là trải nghiệm ở tại đây. Vậy thì ba anh em còn lại có thêm những cái ý kiến gì về cái có thêm những cái bổ sung gì về cái đại tiện ích và những cái tiện ích mà cư dân khi mà về đây sẽ được làm cái gì? Tôi xin được bổ sung thêm cái tiện ích của cái khu công viên trung tâm của dự án Vinh Hồng Sông Pa. Ông Sông Pa dự án là trong cái công viên trung tâm Paradise Bay này thì có một cái gọi là quảng trường sự kiện Marina Square. Thì ở tại đây thì chúng ta có thể tổ chức những buổi sự kiện này, có thể tổ chức những bữa tiệc cưới hay là những buổi party sự kiện trong nhà mình, hoặc là những buổi sự kiện để tụ tập cũng như là sum vầy gia đình. Thì tôi thấy đây cũng là một cái điểm khá là tốt cũng như là một cái tiện ích khá là hay phục vụ cho cư dân tại tại dự án Vinhomes Park Bang. Vừa rồi thì anh Lương đã bổ sung một số những cái tiện ích có thể nói là vô cùng là tuyệt vời khi mà có cái quảng trường Maria Square để chúng ta có thể tổ chức những cái sự kiện, những cái tiệc cưới ở ngay bên bờ biển. Vậy thì theo như anh nhận là bên cạnh những cái đại tiện ích trong công viên trung tâm thì chúng ta có những tiện ích gì ở nội khu cũng như là toàn thể hệ sinh thái 1200 hecta siêu tổng thể công viên biển. Thì ngoài những cái tiện ích trong công viên trung tâm thì như anh Triển và anh Lương là cũng vừa chia sẻ với lại quý vị, thì chúng ta ở đại đô thị Vino Mộ Sông 3 The Crown thì chủ tư ở tất cả các phân khu thì cũng đều có những cái công viên nội khu để cho quý cư dân có thể là sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tận hưởng tất cả các cái tiện ích của đại dự án của quận siêu quần thể 1200 hecta, cũng như là trung tâm thương mại Vincom, đúng không anh? Trung tâm thương mại Vincom, quảng trường Vino Ánh Sáng, các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe như là bệnh viện Vinmec, rồi là Vincom 15M, rồi là các hệ thống trường học liên cấp từ mầm non cho đến đại học Tinh Hoa Vinh Hưng Ninh. Tất cả cư dân ở mọi cái khu cách là đều được tận hưởng hết. Bên cạnh đó là chúng ta sở hữu một căn ở tại The Crown thì chúng ta cũng có thể tư tưởng trong mạch về tiện ích của bộ ba siêu quần thể của thị yến. Đó là cái lộ sông một, chúng ta thấy là đang hình thành, đã hình thành và đang phát triển. Khi chúng ta là thấy thì cái lộ sông một cũng là một trong những dự án đầu tiên của phía đông thành phố Hà Nội, thì chúng ta có thể thấy những cái đại tiện ích chẳng hạn như là biển hồ nước mặn, biển hồ nước ngọt, trung tâm thương mại Vincom, tháp tri thức ở Vinoli hay là tòa nhà văn phòng ở Đông Bắc, đúng không? Thế giới dài mai chúng ta có những đường sáng, có công viên biển báo sóng, ở số 3 chúng ta có được một núi cô, cũng như là các tiện ích có thể nói là vô cùng nhiều. Và chính bởi vì những cái tiện ích vô cùng là đa dạng như vậy, cho nên là chủ tư cũng đang triển khai đó là một trong những cái gọi là một thành phố du lịch, nhưng mà có những cái tour để chúng ta có thể trải
nghiệm những cái tiện ích, trải nghiệm những cái điều tuyệt vời và tạo chính là sự vận hành đô thị Việt Nam 2023. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi vào các phân khu đặc biệt bằng lần này ở Vino có số 3 sẽ sao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phân khu đặc biệt bằng bán đầu tiên ở từng thời đại. Vậy thì em đang sẽ hỏi Thành những cái cơ hội như là anh có thể giới thiệu cho toàn thể khán giả đang làm xem video cái cơ hội và công ty của từng thời đại. Cảm ơn Minh Chiến về câu hỏi rất hay vừa rồi. Thì phân khu thời đại là một phân khu mà mình cảm thấy là đây là một phân khu rất là tiềm năng, rất là nhiều ưu thế. Đầu tiên thì nói về vị trí, thì phân khu thời đại là nằm ở vị trí cửa ngõ của dự án Vinhomes Park 3 The Crown, nằm ngay sát cạnh đường 395 và đường và con đường huyết mạch của dự án 51m đại lộ 41 là điểm thứ nhất. Thứ hai là dự án thì nằm ngay cạnh 7 tòa chung cư. Bản thân tôi sẽ giúp cho tất cả những cái cách sử dụng và đầu tư các cái căn biệt thự ở đây để kinh doanh rất là tốt. Điểm tiếp theo nữa đó chính là nằm ngay đối diện với cả trung tâm thương mại Vinamon. Đây là một trung tâm thương mại mua sắm rất là lớn của Vingroup xây dựng ở dự án Vinamon Park 2. Và một điểm mà tôi cảm thấy là rất là quan trọng nữa đó chính là toàn bộ các căn biệt thự của phân khu thời đại thì đều được kinh doanh nhờ xuất khẩu. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư khi mà có quyết định mua ở phân khu thời đại. Cảm ơn những cái ý chia sẻ của một tuyệt vời của anh Thành, đó là liên quan cái có thể nói là những cái ưu thế của phân khu thời đại tại dự án Vinhomes Park 3 The Crown. Vậy thì anh Lư có những cái ý kiến bổ sung gì để phân khu thời đại nó cảm thấy nó lung linh hơn để cho những khách hàng đang xem video? Có thể nói phân khu thời đại là một phân khu rất là đẹp mà chủ đầu tư vào khi mà cái phong cách của phân khu thời đại là phong cách châu Âu, đặc biệt là trong tiện ích bên trong phân khu thời đại là chủ tư đã thiết kế cái khu hai biển bơi bằng cách thủy phẩm, nhưng mà cũng tức là có cái biển bơi sụp sắc công viên. Ngoài ra còn có cái quảng trường thời đại và quảng tháp đồng hồ cao 30m thì tạo ra một dấu ấn cũng như là biểu tượng của phân khu thời đại để khẳng định lên cái vị thế cũng như là cư dân tạo thời đại là mang tính chất rất là thời đại hơn, rất là vật lưu và sang sắc. Phải nói là cái khu tiện ích cũng như là cái tiện ích cũng như là tiện nghi bên trong khu thời đại phải nói là rất là đẳng cấp và cao cấp dành cho cư dân tại khu này. Tức là đúng với cái tính chất đó là Vinhomes Park 3 The Crown là một trong những phân khu là thể hiện cái sự là sống phai lý minh, đúng không? Chúng ta sẽ được định một cuộc sống hưởng thụ. Vậy thì là những cái bên cạnh đó là những cái ưu thế và được vị trí cũng như là liên quan đến cái tiềm năng thì thời đại cũng là một trong những phân khu có những cái tiện ích vô cùng hấp dẫn như anh Lương vừa chia sẻ. Vậy thì để mà có thể sở hữu được những cái căn để ở tại phân khu thời đại thì anh Thành có thể tiếp tục chia sẻ với toàn thể khán giả liên quan đến phần chính sách bán hàng cũng như là những cái mức giá đang có ở đây. Cảm ơn câu hỏi của Minh Chiến. Về phần chính sách bán hàng thì của dự án Vinhomes Park 3 The Crown thì mình thấy đây là một cái chính sách rất hay của chủ đầu tư và rất nhiều ưu đãi dành cho quý nhà đầu tư. Thứ nhất về những căn dưới 10 tỷ, chủ đầu tư đang hỗ trợ khách hàng vay 70% và hỗ trợ không lãi suất đến 24 tháng và được nhận gói và tặng nội thất lên đến 120 triệu. Và những cái căn còn trên 10 tỷ thì hiện tại thì vẫn đang được chủ đầu tư hỗ trợ 70% giá trị của căn biệt thự và hỗ trợ lãi suất lên đến 18 tháng và nhận được gói quà tặng nội thất là 180 triệu. Đây là một cái chính sách vô cùng là hay dành cho quý nhà đầu tư. Thì nếu mà khách hàng muốn thanh toán trả thẳng thì là chủ tư đang chiết khấu là 8%. Ngoài ra với những cái khách hàng có tài chính tốt thì chúng ta có thể lựa chọn phương án thanh toán sớm của chủ đầu tư. Đối với những căn dưới 10 tỷ, khách hàng sẽ được chiết khấu là 11% và 13% trên năm chiết khấu theo dòng tiền. Đối với những cái căn trên 10 tỷ, khách hàng sẽ được chiết khấu là 8% giá trị căn biệt thự và 13% trên năm chiết khấu theo dòng tiền. Một điểm đặc biệt vô cùng đặc biệt trong chính sách của dự án Vinhomes Park 3 đó chính là chủ đầu tư sẽ cam kết mua lại 135% giá trị căn hộ sau 5 năm. Tôi thấy đây là một cái chính sách cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ khách hàng có nhu cầu mua để cũng như là mua được đầu tư ở dự án Vinhomes Park 3 The Crown. Vừa rồi đó là phần chia sẻ liên quan đến chính sách bán hàng của anh Thành, có thể gọi là đây là một trong những chính sách bán hàng vô cùng là tuyệt vời chủ tư. Vậy thì anh Thành cũng có thể chia sẻ thêm cho khách hàng về cái mức giá bán đang được áp dụng tại phân khu thời đại không? Hiện tại thì mức giá bán của phân khu thời đại sẽ tùy thuộc vào diện tích căn cũng như là loại hình căn hộ. Thì với những căn liền kề hoặc là sốt hậu ở đây thì giá dao động trên từ 8 cho đến 12 tỷ, còn những căn song lập và đơn lập thì giá sẽ dao động từ 18 cho đến 25 tỷ. Đấy cũng là một số những cái thông tin vô cùng tuyệt vời liên quan đến phân khu thời đại.
Vậy thì với 8 đến 12 tỷ là chúng ta có thể sở hữu ngay một căn ở tại Vinhome Ocean Park Surround, và vốn tự có chỉ khoảng từ 2 đến 3 tỷ đô là chúng ta có thể sở hữu với sách bán hàng của người ngoài, khi mà vận tải lãi suất lên tới là 18 tháng hoặc 2 năm khi mà cái dòng sản phẩm chúng ta sẽ đầu tư. Vậy thì đối với cả một khu thời đại cũng là một trong những cái combo mà tiềm năng để các nhà đầu tư hoặc là dành cho những khách hàng có thể về đây để đọc với mua ở những cái hạ tầng, những cái tiện ích, đặc biệt là ở vị trí kế cận là đại lộ Phú Quốc, kế cận là đường Đồng Khởi và Nam, hay là bên cạnh thì sẽ có trung cư hoặc khoảng các văn phòng với cả trung tâm thương mại nữa. Vậy thì gần như là tất cả cái tổ hợp tiện ích và hạ tầng đang quy tụ ở tại khu vực này. Và một trong những cái có thể nói là vô cùng tuyệt vời thì chúng tôi đang có những cái chiến lược định vị Ocean City sẽ là một trong những cái thành phố điểm đến không thể bỏ lỡ khi mà khách hàng, khi mà khách du lịch đến với cả Hà Nội chắc chắn và phải đến với cả Ocean City. Đây sẽ là một cái vô ích để thu hút khách hàng, những người đam mê du lịch, những người đam mê một thành phố phải nói là một tuyệt vời và tại phía đông thủ đô. Và chỉ vài năm nữa thôi, thế giới sẽ nhắc đến Ocean City như là một điểm đến tầm cỡ toàn cầu. Và trong khi chào ngày hôm nay, tất cả các em đã chia sẻ những cái thông tin liên quan đến các dự án của Ocean Park Surround cách cả tầm quan nhất. Vậy thì các bạn cũng chỉ có những cái ý kiến đóng góp hay là có đang quan tâm đến những cái dòng sản phẩm của những hộ có thể liên hệ trực tiếp cho các anh em ngồi đây để có những sự tư vấn chi tiết để chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư đúng đắn hơn cho các dòng sản phẩm của Vin. Và cũng rất là cảm ơn mỗi anh em, đặc biệt là cảm ơn anh Thành có sự kiên nhẫn của anh Thành trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Chúng tôi rất là mong chờ các chương trình phát sóng phân tích về dòng sản phẩm khi không có sự quan tâm nào sẽ có sự có mặt của anh trong các chuỗi phát sóng tiếp theo. Và cảm ơn các bạn cũng chỉ đã theo dõi video đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đó là cho anh em xin một like cũng là đăng ký kênh để có thể tất cả anh em có thêm động lực rất nhiều những cái video phát sóng để có thể truyền tải đến với cả các bạn và quý vị. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.